Amphiputang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti saranagahanang paripunnang banati bata weramane sikkhapadang samadiyami. Adinnadana weramane sikkhapadang samadiyami. Kame sumicchacara weramane sikkhapadang samadiyami. Musawada weramane sikkhapadang samadiyami. Suramaraya macappamadathana veramane sikkhapadang samadiyami. Amapante panatipata veramane sikkhapadang samadiyami. Adinnadana veramane sikkhapadang samadiyami. Kame sumicchacara veramane sikkhapadang samadiyami. Musavada veramane sikkhapadang samadiyami. Surame rayamacchappamadathana veramane sikkhapadang samadiyami. Ima nipanja sikkhapadani sadukkhang kattva appamadena nicchakalang samarakhi tappang. Silena sugatinjanti silena poga sambara silena nipputinjanti tasma silang visothaye. Amapante sadhu. Dạ, kính tri ân sư đã truyền tâm quy vào ngũ giới cho chúng con ạ. Dạ, kính thưa Phật tử, kính xin mời Phật tử cùng con sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ạ. Uttamange na vandehang padapam suvaruttamang putteyo kalito doso putto kamatutang mamang. Uttamange na vandehang dhamman cha duvidang varang dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang. Uttamange na vandehang sangan cha duvidottamang sangeyo kalito doso sango kamatutang mamang. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ kính Trang sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy về ngũ giới cho chúng con. Dạ. Xin, dạ. À, trước khi chúng con vào lớp, xin sư chúc phúc cho chúng con. À. Dạ. Kính mời. Sabbe tiyo vivacchantu sabba rogo vinasatu mate bhava tu antarayo sukhi diga yuko bhava abhivadana sile sanichyang vutta pachajino chattaro dhamma vatthanti ayu vanno sukhang palang bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha nubhavena sarasvati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma nubhavena sarasvati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nubhavena sarasvati bhavantu te. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi. Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ oai đức của chư Phật, gia nhờ oai đức của giáo pháp, gia nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Dạ, Bồ Phật, một lần nữa con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tăng và kính sư, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào thầy Kinh và kính chào quý cô và cùng tất cả quý Phật tử. Bây giờ sư mời Nguyên Như lên thỉnh pháp sư nha. Nguyên Như có trước máy không? Dạ, Nắc Mô Bích Tha Giá, Nắc Mô Tham Ma Giá, Nắc Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, và con xin kính lễ Thầy Kinh, và con xin kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin mời Đạo Tràng cùng con lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nắc Mô Ta Sa Pha Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nắc Mô Ta Sa Pha Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nắc Mô Ta Sa Pha Ga Va Tu A Ra Ha Tu Sa Sambuddhassa Brahmacha Loka Thipati Sahampati Katan Chali An Thiwarang Ayaja Tha Santi Tha Santam Barajang Kajaka Đề xê tu thăm măng anu cầm bi măng bà chăng sẵn thăm ma phê rình quy nha dành cha cả dàng sủa tanh cha bánh thăng a phi thăm mà chăm măng a cô ta dành tô cha tu sanh cha đành đăng bác bồ thà nây dê Dạ mạnh chê. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy Kinh có thể đăng đàn thuyết pháp để cho chúng con bài học vi diệu pháp của ngày hôm nay. Dạ con xin kính dâng mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Dạ quý vị có nghe không ạ? Alo 1 2 3. Rồi, ok, sao đó. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong râm. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Dạ, sau hơn tháng nghỉ ha. Nghỉ tháng chắc vô quệt trần. Nhiều trả mà hết rồi. Mai chúng ta sẽ học một bài rất là đặc biệt thú vị. Thì trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃami Samma Sambuddhamattulaṃ Sasattham Makanuttama Apiwa Nijapa Sissang Apitham Mattasangkang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giác. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ vào một đề tài mà rất là quen thuộc với tất cả Phật tử, thì như ai cũng biết ha, đó là về thập nhị duyên khởi. Ai cũng biết, cũng học, cũng biết, nhưng mà mà không biết gì hết. Biết mà không biết gì hết. Bởi vì Pháp học này rất hay cho bà. Để cho bà lý về dưới kim chính thức, thì chúng ta cùng đang đọc đoạn 1 của cái Bali của bài này. Và xin mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau thay phiên lên đọc để chúng ta có được nhiều phước báo. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Mô Phật, trước khi sư xin đọc bài, sư cảm ơn thầy kinh rất nhiều. Sư đọc xong mời sư Nguyên Thông nhé. Bắc cha giá sằng gá há quý pa go tót yếu về duyên đoạn một dê sằng sằng cá tá đâm ma năng dê đâm ma bắc cha già giá tha tăng quý pa răng ý hề đà lý bá quát kha mi giá tha ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những phương pháp, xin lỗi, bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Bát thí cha sa mút pa đa na yo bát tha na na yo cha tí bát cha giá sằng gá hồ đu quýt thô quê đi tắp bồ tá thá tá bà quá bà quý bà quá ca ra mắt tô bà lá khí tô bà chí tá bà chí sá sam sa mú bà đá na dô bà thà ra na dô bà ná a hát chá bà chá giá thí tí mà ra bà bà vút chá tí u ba yang ba na vô mi se toa ba ban che ti a cha ri ya đại cương những tương quan có hai phần: a định phát sanh tùy thuộc và b định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác. Trước đó, khi có trạng thái này thì trạng thái kia phát khởi. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Rồi sa thú xong rồi. Giờ thỉnh sư Nguyên Thông nha, và tất cả quý Phật tử cùng giơ tay đọc bài này ạ. Mô Phật. Dạ con xin đọc bài. Lâu quá không có vào được room, ngày nào cũng tìm sao không thấy. Dạ con xin đọc phần Châu Nguyễn vừa post lên. Không thấy mắt tiếng đâu đây. Ok. Vậy chắc con đọc bài không được, không thấy đường. Xin mời chư vị Phật tử khác. Dạ xin cảm ơn. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư, con kính chào thầy kinh, con kính đại sư Huyền Thông. Dạ con xin đọc bài ạ. Duyên khởi bát chá giá sân gá há viết bát gô toát yếu về duyên đoạn một dê sân sân khá tá thăm ma năng dê thăm ma bát chá già giá thà tăng viết bát gá mi hê viết ba gá mi hê đa ní bá quát kha mi
Giá thà ra hằng nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên, tác hành duyên, tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Bát tít chá xá mút ba đá ná vô bát thà ná ná vô chá tí bát chá giá sằng gá hồ rú ví thồ về đi tắp bồ tắp thá tắp bà quát bà quý bà hoa cà ra mắt tồ bá lát khi tồ bát tít chá sầm mút bà đá ná vô bát thà ná ná vô bá ná á hà chá bá chất giáp thí tí mà rắp bá bá vút chá tí út bá dần bá ná vô mít xê toàn bá bành chèn tí á chá rí già đại cương những tương quan có hai phần a định luật phát sanh tùy thuộc và b định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hai thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có một trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con xin đọc bài xong rồi, con xin xuống mic ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Bách cha gia sằng ga ha quy phà gồ, toát yếu về duyên, đoạn 1. Dê sằng sằng khá tát thầm mà, nàng dê thầm mà bách cha già gia thà tằng quy phà ga mi hề đà ni ba quắc khà mi gia thà ra hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Bát tích cha sa mốc bà đa na dồ bát thà na na dồ cha ti bách cha gia sằng ga hồ đô quy thổ về đi táp bồ tát tha táp phà qua phà quy phà hòa cà ra mát tổ ba lắc khi tổ bát tít cha sa mốc bà đa na dồ bát thà na na dồ ba na à hát cha bách cha gia thi ti mà ra pha pa vúc cha ti u pha dằng ba na vô mít sách tòa ba bành chèn ti à cha ri già. Đại cương những tương quan có hai phần: a định luật phát sanh tùy thuộc và b định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn hai pháp này để giải thích.
À, dạ con đã đọc xong dạ. Con kính tri ân thầy kinh dạ. Kính cảm ơn Châu Nguyễn. Xin mời Minh Như ạ. Dạ sa thú chị Hồng Nhung. Dạ con xin đọc bài ạ. Bách cha giá sằng giá há quý phà gồ toát yếu về duyên. Đoạn 1. Dê sằng sằng khá tá thầm mà nằng dê thầm mà bách cha già giá thà tằng quý phà gá mí hề đà ní bá quắc khà mí giá thà gá hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Bá thích cha sa múc bà ná ná dồ bách thà ná ná dồ cha tí bách cha giá sằng gá hồ đú quý thồ quê đi tấp bồ tắp thá tắp phà quá phà quý hà hòa cà gá mắt tồ bá lắc khí tồ bá thích cha sa múc bà đá ná dồ bách thà ná ná dồ bá ná à hách cha bách cha giáp thí tình mà rắp phá bá quýt chá tí ú phá dằn bá ná vô mít xét tòa bá bành trần tí à chá rí già đại cương những tương quan có hai phần a định luật phát sanh tùy thuộc và định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ con đã đọc xong, con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ sơ thầy và kính chào tất cả đạo tràng. Máy của con không có giơ tay được nên con vào thẳng, nó hơi vô phép, con xin được tha thứ ạ. Con xin được đọc. Bạch cha già sằng kha sằng ga vi pa go tốt yếu về duyên. Đoạn 1. Dê sằng sằng khá ta thầm ma năng dê thầm ma bát cha già giá thà tăng vi pa ga ga mi hề đà ni pa vác khà mi giá thà ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác thành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Ti cha sa mút bà đa na dô thà na na dô cha ti bát cha ya sang ga hồ du vi thồ về đi tắp bồ tắp tha tắp bà qua bà vi bà qua cà ra mát tô ba lắc khi tô bát ti cha sa mút bà đa na dô bát thà na na dô ba na à hát cha bát cha ya ti ti ma rap pa ba vut cha ti u pa yang pa na wo mi se toa ba này ba bành chèn ti ba bành chèn ti a cha ri ya. Đại cương những tương quen có hai phần định luật phát sanh tùy thuộc và định luật duyên hệ tương quen. Trong hai phần này định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc xong mà con xin xuống mít xin cho việc kế tiếp. Con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Dạ từ mẫn con thành kính cúi đầu đảnh lễ quý sư. Kính lễ thầy kinh quý chư tôn đức trong đạo tràng, con xin phép đọc bài đó. Dạ bài học hôm nay. Để nó kéo xuống rồi. Chaya Sangaha Vipago, tóc yếu về duyên đoạn 1. Về sa sang kha tat tham ma na ye tham ma bak chaya ya tha. Ta vipa gang i he da ni pa wak kha mi ya tha ra hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác thành liên hệ đến các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuppada na yo bathana na yo chati bacca sa sangga ho du vi pho ve di tap bo ta tha tap bà hoa thà vi phà hoa cà ra mắc tổ ba lạc khi tổ bà tích cha sa mục bà đa na dô bà thà na na dô ba na à hắc cha bạc cha yắc thị ti mà ra phà bà phục cha ti ô phà ya ba na vô mi xe tòa ba bàn chế ti Tiệt-a-cha-ri-ya. Đại cương, những tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc, và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hai thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái. Tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó, khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ con nghĩ chắc con đọc xong rồi. Dạ sa thú con kính cảm ơn quý sư và quý đạo tràng. Kính mời vị đạo hữu kế tiếp ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Paccaya Sangaha Vipago, tất yếu về duyên, đoạn 1. Ye sang sangata thamma nang ye thamma paccaya yatha tang vipaga mihe da nipavatkha. Dạ con đọc lại, cái nó nhảy mất tiêu, con xin đọc lại. Paccaya Sangaha Vipago, tác yếu về duyên, đoạn 1. Ye sang sang khata thamma nang ye thamma paccaya yatha tang vipaga mihe da nipavakkha miwatha rahang. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỹ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên.
patit chasamuk và danayo patha nanayo chati pat chaya sangaho duvito we titapo tatatap và wapa wifa waka ramato palakito patit chasamuk và danano danayo pat Tha na na yo pa na a hát cha pat cha yat thi ti ma rap pa pa wut cha ti u pha yang pa na wo mit set toa pa pan che ti a cha ri ya. Đại cương những tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc, và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia phát khởi. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn trộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính mời bàn tay của huynh Giang Nhất Hạ. Dạ, con xin xuống bích ạ. Con cảm ơn thầy kinh và cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông. Kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng và con xin đọc bài ạ. Bắc cha gia sằng ga hát quýp pa go toát yếu về duyên đoạn 1. Về sằng sằng kha ta tham ma năng về tham ma bắc cha gia gia tha tăng quý pha ga mi hề đà ni bắc quá kha mi gia tha ra hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những phương pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Patichasamuppadanayo Bhattananayo Chati Bhakchasa Chayasangaho Duvit Hồ Viditapbo Tathatappa Vapha Vipha Ga Và cả Ramato Balakito Patisa Patichasamuppadanayo Bhattananayo Banaa Hakchabak Chayatitima Rappabhuchati Ufayang Banavo Mitsetwa Babanchenti Acharya. Đại cương những tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc, và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia phát khởi. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn Châu Nguyễn Tha Bốt bài. Xin mời Sis Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, kính lãnh lễ Sư Thanh Tâm, kính lãnh lễ Sư Nguyên Thông. Con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài. Pachaya Sangaha Vipago toát yếu về duyên đoạn 1. Về sằng sằng khata tham ma năng về tham ma pachaya yat tha tăng vi pha ga mi hề đà ni ba vat kha mi ya tha ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Patichasamuppada
ta na yo bát tha na na yo cha ti bát cha ya sang ga ho du vi tho we di tap bo tat tha tap phà quá phà quý phà quá cà và mắt tóc tổ phá lắc khi tổ bát tích cha sa múc bà đa na yô bát thà na na yô bà ma a a hát cha sa múc bà đa na yô bát thà na 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 yô bà na a hát cha cha ya thi ti ma ra pha ba wuk cha ti u pha yang ba na wo mi set toa ba ban chen ti a cha ri ya. Đại cương những tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc, và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xuống của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan để đề cập sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con xin hết, con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, và con kính đảnh lễ thầy kinh, và con thân chào đạo tràng. Con xin đọc bài. Paccaya sanggaha viha vipago, xin lỗi con đọc lại. Paccaya sanggaha vipago, tốt yếu về duyên, đoạn 1. Ye sang sang khata thamma nang ye thamma paccaya yatha tam vi pha ga mi he ta ni pha wa kha mi wa tha ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca sammuppadana yo patthanana yo jati paccaya sanggaho duvitho vedi tappo tattha tappava pavipavakara matto palakha kito paticca sammuppadana yo patthanana na na yo pha na a ha cha pha cha ya thi ti ma ra pha pa vu cha ti u pa yang pha na wo mi se to pha ban chen ti a cha ri ya. Đại cương những tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc, và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xuông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ thưa con, xin cảm ơn. Dạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Bát Cha Giá Sàng Gá Há Quý Phà Gù, tác yếu về duyên, đoạn 1. Dê Sàng san khát tâm san khát tâm ma năng về tham ma bát cha già gia thà tăng quý phà gami hề đà ni bao quát khả gia thà ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Patik cha samuppa dana yo patha nana yo chati pak cha ya sangga ho dui tho we di tappo patha tappa wappa wiva waka rama palakhito patik cha samuppa dana yo patha nana yo bana ahak cha pak cha yatthi ti ma rap pha pa wo cha ti u pha yang pa na wo mi se toa pa pan chen ti a cha ri ya. Đại cương những tương quan có hai phần: a định luật phát sanh tùy thuộc và b luật duyên khởi, được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ thưa con đã đọc xong mà, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn đạo hữu tri túc đã post giùm con khúc cuối ạ. Con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con xin tri kính lễ ba ngôi tam bảo Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin kính đảnh lễ chư quý sư, con xin kính lễ thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Con xin đáp bài. Pachaya Sangha Vipago, tác yếu về duyên, đoạn 1. Dê sân sân khách tắc đầm đằng dê. Con xin lỗi cái chữ nó trên cái điện thoại nó nhỏ quá, mà con giờ nó yếu rồi. Đầm mà phát cha già gia thà dê tăng quý bà gần đi hề đà ni ba vắc khả ni ba thà ra hằng. Chị Châu giúp em là paste lại một lần nữa sao nó có khoảng trống trong đường phạm, nó không ra chữ đó chị. Dạ cảm ơn chị. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp
được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuppada padana yo patta patta nana yo chati paccaya sangha duvitho vedtappo tatha tappa vapa vipavaka ramato palakito paticca samuppadana yo patthanana yo pana ahaccha paccayatthi ti marappa pavuccati upphayam pana vomissattva papanchanti acariya. Đại cương những tương quan có hai phần: A. Định luật phát sinh tùy thuộc, và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sinh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sinh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn hai pháp này để giải thích. Thầy Kiên mà xa thú chắc là cái phần của con đọc đã được xong. Dạ, con xin kính đảnh lễ tri ân chị Châu đọc bài. Dạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ thưa đạo tràng, có nghe được con không ạ? Con thấy hai ba người lên máy mà không thấy mic. Dạ, như vậy là đạo tràng nghe được rồi. Như vậy là chắc từ cái mic của anh Lý và cái mic của sư có vấn đề rồi. Dạ, bây giờ con xin kính thỉnh thầy Kinh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con thấy mọi người cũng đã đọc xong rồi thưa thầy. Dạ, con xin xuống mic, con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sa Khai. Dạ, xa thứ, xa thứ. Alo, quý vị nghe rõ không? Alo. Dạ, ok, rồi ha. Rồi, hôm nay chúng ta bước vào một buổi học mới với một cái chủ đề rất là quen thuộc, rất là gần gũi với đa số Phật tử nào biết về Phật pháp, nhất là bên hệ phái Theravada. Nói với thập nhị giới, thập nhị nhân duyên thì ai cũng biết đó. Thì trong cái bài này kính thưa quý vị, nó có một cái sự liên hệ đến lúc mà thời Đức Phật trong cái tuần lễ đầu tiên
sau khi Đức Phật thành đạo, tức là cái tuần lễ đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo, thì trong suốt cái thời gian 7 ngày đầu tiên, 7 ngày đầu thì lúc đó thì Ngài ngồi tĩnh lặng dưới cội cây Bồ Đề. Lúc đó Ngài ngồi để chiêm nghiệm đến cái hạnh phúc mà Ngài đã tu đạt thành tựu được giải thoát. Nghe nhỏ nghe rõ không quý vị? Alo, Châu nói nhỏ. Alo, rõ chưa quý vị? Rõ mà. Rồi. Châu nghe rõ chưa? Châu nghe rõ chưa? Lát ghi bài không rõ, mệt nữa. Alo, rõ chưa? Chắc chạy ra rồi. Chắc Châu chạy ra rồi. Cái như vậy thì rõ mà nhỏ, chậm chạp xíu rồi. Rồi, alo, 1, 2, 3, 4, 5, rõ chưa, alo. Alo. Rõ lắm hả, ok, rồi quý vị mở volume lớn lên xíu, mở volume lớn lên. Rồi. Thì với cái bài hôm nay thì nói đến cái sự liên hệ từ lúc mà Đức Phật Ngài thành đạo trong cái tuần lễ đầu tiên, trong suốt cái thời gian mà 7 ngày đầu tiên đó, thì Ngài ngồi tĩnh lặng dưới cội cây Bồ Đề. Lúc đó Ngài đang chiêm nghiệm về cái hạnh phúc mà Ngài đã tu đạt được về cái sự giải thoát, tức là vimutti sukha, là hạnh phúc giải thoát. Và kính thưa quý vị, và trong đêm cuối của tuần, và trong tuần thì cái đêm cuối vào lúc canh một, thì lúc đó Đức Phật mới xuất thiền, Ngài mới xuất ra khỏi thiền, và với cái Phật trí của Ngài thì Ngài mới suy niệm về cái lý duyên khởi này. Ngài suy niệm về cái lý duyên khởi theo một cái chiều xuôi, tức là cái chiều đi xuôi theo. Ngài dùng cái Phật trí của Ngài, Ngài suy xét theo cái chiều xuôi, tức là khi mà có cái nhân này thì sẽ có cái quả này, thì cái quả này sẽ có. Tức là phải có cái nhân này phát sanh thì cái quả kia nó sẽ có. Và với cái sự mà phát sanh của cái nhân này thì cái quả này nó sẽ phát sanh. Tức là Ngài suy niệm theo cái chiều xuôi, tức là tùy thuộc nơi mà cái vô minh, tức là từ tùy thuộc nơi cái trạng thái tâm mà ở một cái sự vô minh, do tùy thuộc nơi vô minh thì hành nó mới phát sanh. Ngài dùng cái Phật trí Ngài, Ngài suy xét thấy rõ mục đích vấn đề một cách rõ ràng bằng trí tuệ của Ngài, thì do tùy thuộc vô minh hành phát sanh, và tùy thuộc nơi hành thức phát sanh. Ngài suy nghĩ như vậy, liên tục như vậy cho nguyên một cái dòng của thập nhị nhiên, thì lúc đó là Ngài đã thấu hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu của cái pháp này. Ngài thấy được pháp này và Ngài hoan hỷ, Ngài phát khởi cái tâm hoan hỷ, Ngài đọc cái bài kệ hoan hỷ như vậy. Quả thật vậy, khi các chân lý phát hiện hiển nhiên đến bậc thánh nhân đã kiên trì cố gắng và suy niệm thâm sâu, bao nhiêu hoài nghi đều tan biến vì vị này đã thấu triệt chân lý cùng với các nguyên nhân. Đó là cái kệ quan hỷ của Đức Phật khi Ngài suy xét về cái lý duyên khởi theo cái chiều xuôi, và với trí tuệ Ngài đã thẩm thấu được cái pháp này một cách tinh vi, một cách vi tế, một cách mà sáng suốt, không phải như chúng ta học mình hiểu theo kiểu cái vỏ bên ngoài là ta mơ ha. Đó là cái vào cảnh thứ nhất. Cảnh hai tức là khoảng cảnh giữa trong đêm, thì lúc này Đức Phật Ngài mới dùng Phật trí Ngài, Ngài suy nghĩ ngược lại. Nãy là Ngài suy nghĩ theo chiều xuôi, giờ Ngài suy nghĩ ngược lại. Tức là khi mà cái nguyên nhân này mà nó không còn thì cái hậu quả của nó cũng không còn. Tức là khi mà chấm dứt cái nguyên nhân này, nguyên nhân này mà nó chấm dứt thì cái kết quả của nó có chấm dứt. Chẳng hạn như với vô minh, sự chấm dứt của vô minh thì hành nó cũng chấm dứt. Thì như vậy là khi nào mà chúng ta chấm dứt được vô minh thì hành chấm dứt, mà với hành mà chấm dứt thì thức cũng chấm dứt. Thì như vậy nó cứ như vậy tuần tự, Ngài suy xét theo cái chiều ngược như vậy. Và với Phật trí là Ngài suy xét, Ngài thẩm thấu là thấy được cái sự liên kết, sự mối nối của những cái pháp này một cách vi tế, thì lúc đó Ngài cũng tuyên bố lên cái bài kệ là quả thật vậy, khi các chân lý phát hiện
hiển nhiên đến bậc thánh nhân đã kiên trì cố gắng và suy niệm thâm sâu, bao nhiêu hoài nghi đều tan biến, vì vị này đã thấu triệt sự tận diệt các nguyên nhân. Tức là lúc này Đức Phật ngài đã thấu triệt cái sự tận diệt của các nguyên nhân đó, suy xét theo cái chiều ngược. Đó là vào cái canh thứ hai, ngày canh gì là ngài đã suy xét về cái chiều ngược như vậy. Và đến canh ba thì ngài mới suy xét cả hai chiều luôn, ngài suy xét cả chiều xuôi và chiều ngược. Tức là khi cái nhân này có thì cái quả chưa có, hoặc là với cái sự mà phát sanh của cái nguyên nhân này thì cái quả nó phát sanh. Còn khi cái nhân này nó không có thì cái quả đó với sự chấm dứt của cái nhân này thì cái quả nó cũng chấm dứt luôn. Thì như vậy khi mà vô minh tùy thuộc nó vô minh thì hành phát sanh. Nhưng mà nếu mà vô minh chấm dứt thì hành cũng chấm dứt. Ngài suy luận ngược xuôi như vậy, dùng trí tuệ Phật trí của ngài suy luận ngược xuôi như vậy. Và qua cái vấn đề này ngài tuyên bố là quả thật vậy, các chân lý phát sanh đến những bậc thánh nhân đã kiên trì cố gắng suy niệm thâm sâu, các ngài vững chắc phá cánh cửa của ma vương. Lúc này Đức Phật tuyên bố là đã phá được cánh cửa của ma vương, và cũng như những ánh sáng thái dương phá tan đêm tối và bầu trời đã được rọi sáng. Đây là cái vấn đề mà nó có sự liên hệ lúc ngay Đức Phật ngài thành đạo, ngay dưới cội đây, liên hệ tới cái bài về thập nhị duyên này. Thì trong kinh Đại Duyên cũng vậy, kính thưa quý vị, trong kinh Đại Duyên lúc mà ở Đức Phật ở Bồ Lạc Cú Rú thì lúc đó Tôn Giả Ra Na mới đến Đức Thế Tôn mà nói với Đức Thế Tôn là hy hữu thai bạch Thế Tôn, hy diệu thai bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. Tức là ngài Ananda ngài tuyên bố là pháp duyên khởi này thâm thúy là vi diệu, với cái giáo pháp này con hiểu là hết sức một cách minh bạch rõ ràng. Ngài tuyên bố như vậy, ngài nói với Đức Thế Tôn như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói ngài Ananda như vậy: này Ananda, chớ có nói vậy. Đức Phật nói ngài Ananda đừng có nói như vậy, Ananda chớ có nói vậy, giáo pháp duyên khởi này nó thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ mun trá và lao sậy bá bách trá, không thể nào ra khỏi khổ xứ thú đọa xứ sanh tử. Đức Phật nói chính vì cái giáo pháp này nó thâm sâu, nó thâm thúy mà nó rối ren lên như một ổ kén hay là một ống chỉ mà bị rối, khó mà chúng ta tháo gỡ được. Cho nên chính vì cái sự thâm thúy, cái sự mà sâu sắc, cái sự mà vi tế của nó làm cho chúng sanh bị vô minh, là không thấy được và bị đọa vào khổ xứ ác thú địa ngục, cũng vì không hiểu thấu được cái lý pháp này. Cho nên con đừng có tuyên bố rằng con đã thấu hiểu được một cách minh bạch rõ ràng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy cái pháp này mình học pháp này thật sự rất là khó mà để mình thẩm thấu, mình hiểu được. Bởi vì với phàm phu của mình thì mình hiểu để mà thấy được nó một cách tương tận thì quả thật không có đơn giản. Và trong một cái bài kinh khác, trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật cũng đã tuyên bố cái câu mà gọi là sanh dần luôn ha. Đức Phật tuyên bố ai thấy được lý duyên khởi, người đó thấy pháp. Ai thấy được pháp, người đó thấy được lý duyên khởi. Tức là ở đây Đức Phật nhấn mạnh rõ ràng, tức là ai thấy được cái lý duyên khởi này thì người đó thấy được pháp, và ai thấy được pháp tức là người đó thấy được lý duyên khởi. Tức là ngài nhấn mạnh được về cái lý duyên khởi này quả thật không đơn giản để chúng ta thấy được. Cho nên ai mà thấy được nó tức là người đã giác ngộ được, người đã chứng ngộ được là giáo pháp này, thì người đó mới thấy được cái lý duyên khởi. Cho nên cái bài kinh, bài về lý duyên khởi này rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt và rất là khó để cho chúng ta thẩm thấu. Nhưng mà giờ chúng ta học thì mình học từ từ, mình học từng cái căn gốc từ từ ha, để chúng ta nắm được cái căn bản của đó, và từ đó chúng ta sẽ thẩm thấu đó. Thì trước sau thì chúng ta cũng phải đi theo con đường này để chúng ta đi đạt tới một cái sự thẩm thấu về cái bài kinh này. Vì cái thập nhị duyên khởi này nó rất là khó hiểu, rất là rối ren, và nó có sự kết hợp giữa duyên hệ nữa. Và đó chính vì cái chỗ đó chúng ta
làm cho cái trí tuệ của mình nó khó mà nhận ra được cái sự thật như thế nào. Cho nên đây là cái bài kinh rất là tuyệt vời và rất là độc đáo, kinh rất là hấp dẫn cho những người mà muốn nghiên cứu về Phật học. Rồi, cái thứ gì đó là chúng ta muốn nói sơ khởi về những cái nguyên nhân phát sinh những cái bài kinh này ha. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu mình đi vô bài học. Thì bài học chúng ta học về Bát Tích Chất Sầm Mút Ba Đá Tập Nhị Duyên Khởi. Copy chỉ này ra. Rồi, Bát Tích Chất Sầm Mút Ba Đá Tập Nhị Duyên Khởi. Cô thư ký có nghe không vậy? Alo. Cô thư ký đã mất tiêu rồi. Rồi, ok. Bắt đầu mình ghi cái bài, tựa bài ha. Bát Tích Chất Sầm Mút Ba Đá. Sầm Mút Ba Đá Tập Nhị Duyên Khởi. Rồi. Bây giờ mình lấy cái chữ Bát Tích Chá xuống. Bát Tích Chá. Ba Tích Chá hai chấm. Và bởi vì lẽ rồi chữ Xá Múp Ba Đá hai chấm và phát sanh xuất phát. Rồi, bây giờ mình ráp hai chữ vô. Bát Tích Chá Sa Múp Ba Đá. Ráp nguyên cái chữ vô ha. Bát Tích Chá Sa Múp Ba Đá. Phát sanh bởi vì bảy cái. Phát sanh bởi vì bảy. Tùy thuộc phát khởi phải duyên khởi tùy thuộc phải duyên khởi tùy thuộc phải định luật khởi sanh do nguyên nhân phải định luật khởi sanh do nguyên nhân phải duyên sinh phải duyên khởi chấm 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 duyên sinh phải duyên khởi chấm 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 như vậy cái chữ Bát Tích Chá Sa Múp Ba Đá này đó, có nhiều cái ý nghĩa và cho mình biết đó là những cái sự mà phát sanh bởi vì hoặc là nó tùy thuộc phát khởi, tức là do tùy thuộc cái có cái này thì cái kia nó phát khởi, do duyên nó khởi tùy thuộc theo, hoặc là những cái định luật sanh khởi do nguyên nhân, tức là do nguyên nhân nào đó đó nó phát sanh làm cho những phát khác phát sanh, thì như vậy là được gọi là Bát Tích Chá Sa Múp Ba Đá là duyên sinh hay là duyên khởi. Thì chúng ta cần phải biết nhiều cái ý nghĩa như vậy để mình có thể từ từ mình thẩm thấu vào cái pháp. Bởi vì những cái cách giải thích mà tất cả những cái khuynh hướng mà để mà giải thích cho chúng ta hiểu được những cái pháp này là chỉ với mục đích là đưa cho chúng ta đi trở ngược về với chính mình để mình thấy được pháp một cách rõ ràng hơn. Bởi vì từ ngữ nó cũng là thực tế thôi. Nhưng mà chúng ta mượn từ ngữ để chúng ta đi trở về với lại pháp chân đế để mình thấy được cái thực tính của cái pháp. Cho nên chúng ta cần phải được biết nhiều cái cách
cái diễn đạt của những nhà chú giải ha. Rồi, như vậy có một cái câu Pali như vậy là chúng ta copy cho quý vị luôn. Thấy quý vị đọc được không? Alo, có thấy nó hiện lên vậy? Alo, có thấy không? Alo. Ok, rồi thấy ha. Rồi, bây giờ cái với cái câu Pali này để người ta xác định được vấn đề này. Bách cha văn, bách tích cha sa múp, bách cha tí tí. Là có nghĩa rằng là bát tích chá sa múp ba a ba đồ, bát tích chá sa múp ba đồ, tức là cái câu này cho chúng ta biết là cái gì sanh ra được. Đó, cho Nguyễn ghi ra cái tiếng Việt ha, cái gì sanh ra được do nhờ bởi duyên thì được gọi là duyên sinh. Cái gì sanh ra được do nhờ bởi duyên thì được gọi là duyên sinh. Cái gì sanh ra được do nhờ bởi duyên thì được gọi là duyên sinh. À, đó tức là cái nguyên câu ba văn Pali cho chúng ta biết về ý nghĩa của cái duyên sinh, đó là như vậy. Tức là cái gì mà nó sanh ra được một cái pháp nào khác đó, thì do bởi cái duyên gì đó thì được gọi là duyên sinh. À, cho nên chúng ta cần phải nắm những cái câu này, những ý nghĩa này ha. Rồi thêm một câu nữa để chúng ta xác định một cách rõ ràng về cái pháp này. Rồi, à, một câu nữa ha. Vì thấy không? Thấy không? Imasmin sati idang hồ tí. Imasmin asati idang na hồ tí. Thấy không? Rồi, copy cái chuyện cái đó lại cho rõ ha. Imasmin sati idang hồ tí. Imasmin asati idang na hồ tí. Rồi, tiếng Việt có nghĩa là cái này có, cái kia có. Phải. Nếu cái này không, cái kia không. Cái này có, cái kia có. Nếu cái này không, thì cái kia cũng không luôn. Cái kia không. Thì đó là cái câu Bali trong Bali ta viết như vậy. Imasmin sati idang hồ tí. Imasmin asati idang na hồ tí. Tức là cái này nó có, khi mà có cái này nó phát sanh, nó có, thì cái kia nó có. Và nếu cái này không có thì cái kia nó cũng không luôn. Thì đó là cái vấn đề người ta giải thích tùy theo phương tiện người ta giải thích để cho chúng ta hiểu được như thế nào gọi là duyên sinh. À, nó là phát sanh như vậy. Rồi, à, quý vị chép kịp không ạ? À? Alo, cho biết đi. Chưa nữa. Thấy tiếng Việt không? Được chưa? Chép xong hết chưa? Alo. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một số những cái định nghĩa cho chúng ta biết được ha. Rồi bây giờ mình xuống mình ghi duyên sinh có 12 chi, hai chấm. Duyên sinh có 12 chi. Duyên sinh có 12 chi. Rồi, à, này quý vị thấy không? Mà bỏ ra, bỏ xuống từng số cho nó rõ ngay nha, à, cô thư ký. Đó, có 12 chi như vậy. Một là vô minh, avidya.
là cái mình xuống hàng hai và hành sankhara, hành sankhara, ba thức vinyana, bốn danh sắc nama rupa, năm lục nhập salayatana, sáu là xúc phát xá, bảy là thọ quê đa na, tám là ái tanh ha, chín là thủ u bà đà na, mười là hữu phá quá, mười một là sinh cha tí, mười hai lão tử cha ra ma ra na, đó là mười hai chi duyên sinh. Tức là do từ số 1 nó đưa từ số 2 nó phát sinh số 3 phát sinh số 4 phát sinh số 5 phát sinh 6 nó phát ra tới 17 luôn. Thì như vậy do từ cái số 1 nó phát sinh ra tới 12 chi pháp. Để cho chúng ta thấy như vậy. Xong chưa? Quý vị ghi xong chưa? Đó là 12 cái pháp của cái được gọi là thập nhị duyên khởi, hay là có số tên đề là thập nhị nhân duyên. Đó, như vậy như vậy chúng ta có được 12 cái chi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được nghe qua cái bài đọc của mời Nguyễn Dư lên đọc cái phần Bali và Bali Anh Việt để cho chúng ta nắm được rõ những cái này. Cho Nguyễn có cái bài đó là boss luôn, Bali Anh Việt đó, cái bài đó. Rồi, mời Nguyễn Như lên đọc bài đó nha. Đọc chậm chậm thôi nha, đọc chậm để cho bà con có theo dõi. Dạ thầy, con xin được đọc bài. Dạ Nguyễn Như chờ cho Châu bố lên trước nha Châu. Dạ, con xin đọc bài ạ. Pa tích cha sa múc bà đá. Pa tích cha sa múc bà đá. Thập nhị duyên khởi. Thập nhị duyên khởi. A vít cha bách cha già sang kha ra. Sang kha ra bách cha già huynh nhà nằng. Huynh nhà ná bách cha già nà má rù bằng. Nà má rù bá bách cha già xá là giá tá năng. Xá là giá tá ná bách cha già phát sô. Phát xá bách cha già quỳ đá nà. Quỳ đá nà bách cha già tần hà. Tần hà bách cha già ú bà đà năng. Ú bà đà ná bách cha già phá vô. Phá quá bách chá già, chà tí bách chá già, chá rà má rá nằng. Sô cá bá rí đề, quá đúc khá đồ, má ná xú bà già xà. Sầm phá hoành tí ê, quá mê tá xá cá, quá lá xá đúc khắc khành thá xá xá mú đá dồ, hồ tí.
dependence on ignorance arise conditioning activities. Dependence on conditioning activities arises relinking consciousness. Dependence on relinking consciousness arise mind and models. Dependence on mind and models arise the six spheres of sense. Dependence on the six sphere of sense arises contact. Dependence on contact arises feeling. Dependence on feelings arises craving. Dependence on craving arises grasping. Dependence on grasping arise actions. Kamma phava. Dependence on actions arises birth. Dependence on birth arise decay, death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Thus, those the entire aggregate of suffering arise. Thập nhị duyên khởi, tùy thuộc nơi vô minh phát sanh hành, tùy thuộc nơi hành phát sanh thức, tùy thuộc nơi thức phát sanh danh sắc, tùy thuộc nơi danh sắc phát sanh lục căn, tùy thuộc nơi lục căn phát sanh xúc, tùy thuộc nơi xúc phát sanh thọ, tùy thuộc nơi thọ phát sanh ái, tùy thuộc nơi ái phát sanh thủ, tùy thuộc nơi thủ phát sanh hữu, tùy thuộc nơi hữu có sanh, tùy thuộc nơi sanh có lão tử sầu muộn, ta tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. Dạ, con đã đọc xong. Con xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. Sao hữu. Rất là cảm ơn Nguyễn Như ha. Lên trình bày cho chúng ta về tập nhân duyên về Bali, chuyển qua ngôn ngữ bằng tiếng Anh để cho chúng ta dễ thấy hơn. Nó nhiều khi Bali mình cũng khó hiểu, rồi qua tiếng Anh có thể mình sẽ dễ dàng hiểu hơn, rồi chúng ta qua tiếng Việt để chúng ta nắm được vấn đề này. Thì kính thưa quý vị, đối với cái bài này thì chúng ta phải học từ từ thôi nha, chậm chậm nha, học chịu khó đi từ từ cho để mình có thể nắm bắt được cái vấn đề một cách trọn vẹn hơn. Rồi hôm nay thì chúng ta chỉ học cái thứ nhất là vô minh duyên hành, tức là để chúng ta copy cái những cái này. Mình học cái thứ nhất. Avijja paccaya sankhara vô minh duyên hành. Đúng rồi đó, avijja paccaya sankhara vô minh duyên hành. Cái gì chép kịp chứ, nghe nhanh quá cái không nghe kịp mấy kia. Rồi, cái chi pháp đầu tiên trong cái tập diễn duyên cho chúng ta biết là do từ cái vô minh, từ cái avijja này, là paccaya là duyên cho sankhara, là vô minh duyên cho hành, nó tùy thuộc nơi vô minh mà hành phát sanh, tức là avijja paccaya sankhara. Bây giờ mình bắt cái chữ avijja xuống, trong quyển bắt cái chữ avijja xuống. Avijja vô minh, avijja vô minh, vô minh hay là ignorance tiếng Anh ha. Avijja là vô minh. Cha, vô minh. Vô
và không, vô, mình ghi chữ vô là không, hai chấm là không, minh là sáng, vô là không, minh là sáng. Mình sáng rồi, giờ hai cái chữ vô minh tức là không sáng suốt, vô minh là không sáng suốt, không hiểu biết, không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu. Không sáng suốt, không hiểu biết, không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu. Không sáng suốt, không hiểu, không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu. Rồi, đó là cái ý nghĩa của cái từ vô minh hay là avijja. Tức là ở đây cho chúng ta biết là vô minh, dù cho chúng ta có là một bậc bác học, một nhà thông thái, hay là một người thông minh lỗi lạc gì nữa, mà chúng ta còn tham sân si, tức là lúc đó chúng ta vẫn còn vô minh. Cho nên vô minh bao trùm cả tam giới luôn ha. À, chúng ta đừng nghĩ rằng là mình là một người tài giỏi, một người thông minh, một người là trí tuệ hơn người khác, học giỏi hơn kỹ sư, bác sĩ, v.v. Mà chúng ta chưa có tận diệt được cái ái dục, chưa có tận diệt được cái tham sân si, thì chúng ta vẫn còn đầy đủ cái vô minh này. À, vô minh này là một cái mà rất là ẩn tàng, rất là bí hiểm, rất là sâu ha. Nó có mặt trên tất cả mọi nơi. À, cho nên chúng ta biết là vô minh này phải dùng chữ cho mình thấy là không sáng suốt, không hiểu biết, không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu. Chính vì cái chỗ mà chúng ta không nhận chân ra được cái sự thật vạn hữu, thì chúng ta vẫn còn đầy đủ là cái sự vô minh. Vô minh tức là cái nghĩa vô minh nó rất là rộng, rất là sâu, cho chúng ta được hiểu như vậy. Bây giờ có một cái câu Bali như vậy, vì cái đẹp vì chứ tiếng Việt luôn, cái gì luôn ha. Rồi, mình thấy không? Alo. Anh ta virahite samsare satte chava be tí. À, tức là câu Bali vậy. Anh ta virahite samsare satte chava be tí. Cái gì là nguyên nhân cho chúng sanh mãi mãi lăn trôi theo vòng luân hồi? Cái đó chính là vô minh. À, thì qua cái câu Bali này, cho chúng ta thấy là cái gì mà làm cho mình mà vẫn còn bị luân hồi sanh tử hoài đó, thì nó chính nó là vô minh đó. Bởi vì chúng ta dù cho mình có là một tổng thống, dù cho mình có là một bác sĩ, kỹ sư vân vân, chúng ta vẫn còn bị luân hồi sanh tử, thì lúc đó chúng ta vẫn còn vô minh. Anh ta virahite samsare satte chava be tí, nó là câu Bali được tuyên bố cho chúng ta thấy một cách là xác thực để mình hiểu được rằng cái sự vô minh nó như thế nào. Rồi, đó là cái câu này. Quý vị ghi lại nha, quý vị lại ghi lại cái câu này, chúng tôi trích lục rất là đặc biệt những cái này cho chúng ta hiểu ha. Được chưa, ghi kịp chưa? Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Thế gian vô thường, khổ, vô ngã, mà ta cho là thường, lạc, ngã. Thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, mà ta cho là thường, lạc, ngã, thì bằng vô minh. Thank you.
tức là một ý nghĩa khác, tức là thế gian này tất cả những cái tam giới này nó là vô thường, nó là sự biến đổi, sự biến hoại, và nó là một sự khổ, nó không có một cái gì gọi là được gọi là lạc hết, mà nó vô ngã luôn, nó không có cái tự ngã nào hết. Thì chính vì thế gian này nó là vô thường, khổ, vô ngã, mình cứ cho nó là thường, lạc, ngã, mình cho nó là như vậy, mình suy nghĩ như vậy, thì lúc đó chúng ta vẫn còn gọi là vô minh, mình chưa thấy được sự thật của các pháp. Rồi, gạch đầu dòng tiếp. Không tuệ tri tứ diệu đế bằng vô minh. Không tuệ tri tứ diệu đế bằng vô minh. Tức là bốn cái sự thật mà mình không biết được, mình không có tuệ tri được, mình không có hiểu được nó, mình không có chứng ngộ được nó, thì chúng ta vẫn còn vô minh. Tức là không tuệ tri được tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, mà không tuệ tri được tứ diệu đế, thì chúng ta vẫn còn gọi là đầy đủ vô minh, không có thiếu gì ha. Rồi, xuống dòng. Không hiểu biết 12 duyên khởi bằng vô minh. Không hiểu biết 12 duyên khởi bằng vô minh. Rồi, như vậy là mình sẽ thấy rằng nếu mà mình không hiểu biết được 12 duyên khởi này, mình không hiểu biết được lý tứ diệu đế, thì coi như chúng ta là vẫn còn vô minh. Và khi nào chúng ta hiểu biết được lý duyên khởi, mình chứng ngộ được tứ diệu đế, thì lúc đó chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt vô minh. Thì là qua cái vấn đề này, thì cái sự tu tập của mình là làm thế nào để mình thấu hiểu được thập nhị duyên khởi và chứng ngộ được lý tứ diệu đế, thì lúc đó chúng ta đã tận diệt được vô minh. Đó là một số những ý nghĩa để cho chúng ta thấy là chúng ta cần phải làm cái gì, phải tu tập như thế nào. Chứ không phải chúng ta tu tập để mà mình được phát triển cái ngã, phát triển cái tôi, mình phải làm cho phát triển cái ái dục lớn mạnh, thì như vậy chúng ta đã đi sai con đường. Và cho nên khi mà chúng ta tu tập, làm thế nào để chúng ta thấy được thế gian này là vô thường, là khổ, là vô ngã, thấy được khổ tập diệt đạo và chứng ngộ được 12 lý duyên khởi này, thì lúc đó chúng ta mới được gọi là diệt được của mình. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy như vậy không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cho một số những cái từ mà người ta mô tả về cái vô minh, và một số từ mô tả vô minh. Vì ghi một số từ mô tả vô minh có phần tiếng Anh luôn ha, nhưng mà copy chút xíu để mình có tài liệu mình nghiên cứu. Một số từ mô tả vô minh. Rồi, đó là số từ để mô tả vô minh. Thiếu trí, lack of knowledge, là thiếu trí. Thiếu tuệ, lack of insight. Thiếu hiểu biết, lack of understanding. Thiếu lãnh hội, lack of comprehension. Không thông minh, unintelligence. Mờ mịt, confused. Tức là cho mình một cái số những cái từ tiếng Việt và tiếng Anh để mình so sánh, mình tìm hiểu. Tức là thiếu trí, tức là khi một người mà bị thiếu trí, thiếu tuệ, thiếu hiểu biết, thiếu lãnh hội, không thông minh, mờ mịt, thì cũng có thể được gọi là vô minh, là người vẫn còn đầy đủ vô minh. Bởi vì một người mà đã hết vô minh rồi thì mình sẽ hiểu được, thấy được tất cả những các pháp một cách không bị mờ mịt, không bị thiếu hiểu biết. Rồi, đó là một số từ mô tả. Ủa sao có mình nói làm gì không thấy kìa. Chưa, cái gì chắc kịp chưa, alo.
Ok, rồi xuống dòng đối nghịch hai chấm. Đối nghịch hai chấm. Đối nghịch, đối nghịch hai chấm. À, minh, đối nghịch hai chấm là minh. Wicca hay là knowledge, ha, là minh, đối nghịch là minh. Sáng suốt, tuệ tri tứ diệu đế, thấu rõ lý duyên khởi. À, là đối nghịch lại cái vô minh là minh. Sáng suốt, tuệ tri tứ diệu đế, thấu rõ lý duyên khởi. Đó là minh, tức là khi nào mà chúng ta có được một cái sự sáng suốt, có tuệ tri được cái lý tứ diệu đấy, thấu rõ được cái duyên khởi, thì lúc đó chúng ta đã minh, mình đã có được cái trí tuệ. Thì như vậy ở đây nó cho chúng ta biết là cái sự sáng suốt, sự tuệ tri, sự trí tuệ đây là phải thấy rõ các pháp sự thật, thấy rõ sự thật một cách như chân như thật của nó, chứ không phải là qua cái sự suy nghĩ hay suy diễn hay là sự học hỏi từ ngữ của mình. À, mà chúng ta phải thấy nó một cách sáng suốt, một cách rõ ràng, mà thấy những cái pháp mà cao siêu, những cái pháp thực tính, chẳng hạn như thấy khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thấy một cách rõ ràng, một cách chính xác, và thấu rõ cái lý duyên khởi này theo chiều xuôi, theo chiều ngược, theo cả hai chiều, và theo cả những sự kết nối của nó từ chi này qua chi khác, chúng ta làm thấy một cách rõ ràng. Như vậy thì lúc đó chúng ta đã có được cái minh, có một sự sáng suốt, một cách rõ ràng. À, đó là cái để cho chúng ta thấy được cái sự đối nghịch của cái vô minh, nó là như vậy. Và như là khi nào chúng ta có được cái minh thì lúc đó chúng ta đã thành tựu được cứu cánh giải thoát. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần hiểu một cách rõ ràng ha, chứ mình hiểu sơ thì nó cũng khó mà để cho chúng ta phát huy được cái trí tuệ. Rồi xuống dòng căn gốc hai chấm, tâm sở si. Căn gốc hai chấm, tâm sở si. Rồi, tức là cái gốc của cái vô minh này đó, nó chính là tâm sở si. À, đó là chúng ta học về tâm sở, mình biết là si vô tà vô chúng vật, thì cái vô minh chính là tâm sở si, nó là căn gốc, là cái cội rễ của vô minh là tâm sở si. Rồi mình xuống dòng mô há là si ha, mô há si. Rồi nói tới cái si, là khi nói căn gốc si thì mình nói tới mô há si, là si nó xuất nguyên từ căn cái chữ này là mu, à, là mê mờ lầm lạc, à, nó xuất hiện từ cái căn này là căn mút, là mê mờ lầm lạc. Mê mờ lầm lạc. Đây mà là đúng rồi. Rồi xuống dòng mô hát, mô hát chính là cội nguồn, là căn gốc. Mô hát chính là cội nguồn, là căn gốc. Mô hát chính là cội nguồn, là căn gốc, và luôn có mặt trong các tâm bất thiện, và luôn có mặt trong các tâm bất thiện.
như thế. Rồi, cái dòng Moha chính là một trong ba nhân bất thiện tham sân si. Moha chính là một trong ba nhân bất thiện tham sân si. Thì như vậy chúng ta thấy là vô minh nó căng từ cái tạm sở si, tức là Moha, tức là nó làm xuất nguyên từ cái từ múp là mê mờ lầm lạc, là chính là cái mô há này, chính là nó là một cái là cội nguồn, một cái căn gốc mà nó luôn có mặt, đồng sanh có mặt trong tâm bất thiện. Khi mà mô há này tâm bất thiện là sanh lên, nó cũng đều có mặt hết. Thì như vậy nó chính là cội nguồn, nó là căn gốc luôn có mặt trong cái tâm bất thiện. Thì mô há này chính là một trong ba cái nhân bất thiện. Thì chúng ta đã học về nhân mình biết ha, thì nó là một trong ba nhân bất thiện là tham sân si, thì si chính là mô hát, là một trong ba nhân đó. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết một cách rõ ràng. Rồi trong cái bộ phân tích đó, cũng có giải thích là về cái sự mà vô minh này đó, tức là nói về sự không hiểu về khổ, không hiểu về khổ tập, sự không hiểu về khổ diệt, sự không hiểu về khổ diệt hành lộ. Đây gọi là vô minh. Là trong cái bộ phân tích, chúng ta copy cái câu của bộ phân tích ra, chúng ta quý vị có thể lưu lại luôn trong cái bộ phân tích của vị pháp. Đó là nguyên nhân của cái bộ phân tích này ha. Tức là người ta giải thích cho mình thấy là sự không hiểu về khổ, tức là mình không có hiểu về cái sự khổ như thế nào là khổ, hoặc là mình không có hiểu về khổ tập, tức là nguyên nhân của sự khổ, mình không hiểu được, mình mù mờ, mình không hiểu được nguyên nhân nào phát sinh. Rồi mình không hiểu được khổ diệt, tức là cái sự chấm dứt của cái sự khổ đó, và mình không hiểu được về khổ diệt hành lộ, tức là con đường để đưa đến sự diệt khổ, mình không hiểu đó. Thì khi mình không hiểu được bốn cái vấn đề này thì chúng ta đều gọi là chúng ta đầy đủ vô minh. Vô minh là đen thui hết luôn ha, tức là chúng ta vẫn còn u tối, chưa hiểu gì gọi là chánh pháp á, chưa hiểu gì về pháp thực tính á, chúng ta vẫn còn đầy đủ vô minh. Thì như vậy trong nguồn tích nói chúng ta biết về cái sự mà không hiểu biết về khổ tập diệt đạo, để cho chúng ta thấy rõ là mình vẫn còn vô minh, để mà xác thực rằng khi nào mà chúng ta hết vô minh, khi nào chúng ta còn vô minh, để chúng ta thấy được vấn đề một cách rõ ràng, mình hiểu được một cách sáng suốt. Thì như vậy qua cái vấn đề mà một cái pháp đầu tiên trong cái thập nhị duyên khởi, tức là vô minh, vô minh nó duyên cho hành, thì vô minh như thế nào chúng ta cần phải biết rõ. Như vậy vô minh nó là ra sao, nó căn gốc từ đâu, nó như là mình hiểu một cách rõ ràng, thì từ cái hiểu này chúng ta sẽ đi tới vấn đề do chính vì cái này có, chính vì cái này có thì cái kia nó mới có, do chính vì có vô minh thì nó mới duyên ra, nó làm, nó tạo tác, nó duyên cho phát sanh ra hành. Vấn đề này chúng ta sẽ bắt đầu học tiếp vào tuần sau. Chúng ta sẽ học về chi thứ hai là về hành sang khả ra. Rồi, hôm nay chúng ta học tới đây là cũng vừa phải lẽ. Thì mong là quý vị sẽ rất là thích thú, hoan hỷ trong cái bài này. Sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều cái lợi ích trong cuộc sống và tu tập của mình. Do phước báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Rồi xin mời MC. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Và con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy Kinh qua bài học rất là hay của ngày hôm nay, và còn những cái time to come là thầy sẽ giảng dạy. Con kính xin thầy có thể giảng chậm chậm cho tụi con thầy. Đối với thầy thì cái này con thấy chắc là nó dễ, mà đối với tụi con thì nó khó lắm, tại vì những cái từ ngữ tụi con chưa có quen đó bạch thầy. Dạ, con xin một lần nữa kính tri ân thầy Kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học về cái 12 duyên khởi này rất là khó. Dạ. Con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt cho tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và con xin kính mời sư Nguyên Thông ạ.
Dạ con không thấy sư Nguyên Thông, con có thể thỉnh sư Thanh Tâm. Sư Thanh Tâm còn ở trước máy không bạch sư? Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ con cũng không thấy sư Thanh Tâm trước máy. Dạ nguyên xin kính thỉnh thầy có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Sau đó nguyên như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể phúc chúc cho đạo tràng và có thể hồi hướng cho đạo tràng sau thầy kinh. Dạ nguyên như con xin xuống mic ạ. Dạ nam mô Phật Thầy ạ. Chị ngủ hả nè. Thôi xin đại diện chư tăng đọc bài kinh phúc chúc. Bao tu sắp ba măng ngà lăng rắc khăn tu sắp ba đê vô ta sắp ba vô ta nu pa vê na sa da sa ti pa văn tu tê. Bao tu sắp ba măng ngà lăng rắc khăn tu sắp ba đê vô ta sắp ba thăm ma nu pa vê na sa da sa ti pa văn tu tê. Bao tu sắp ba măng ngà lăng rắc khăn tu sắp ba đê vô ta sắp ba sang kha nu pa vê na sa da sa ti pa văn tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã cho chúng con bài học ngày hôm nay, và kính tri ân thầy đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp. Ya de wa ta san quy ti ha ra wa si ni thu be kha re po khi ta thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so tin ka ro te tha vi ha ra man da le thế ra cha mắt cha na wa ca cha phết ca wo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha it sa ra sap ba na phu ta su khi ta pha wan tu te cha la pu cha ye pi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ca ni ya ni kam tham ma wa rang paticca te sabbe pi dukkha sakaro tu sankhayam tatu chirang satang thammo thamma thara ca pungala sankho ho tu samaggo va attaya ca hitaya ca amhe rakkhata tu sammo sabbe pi dhammacarino uthin sambhapuneya ma dhammariyambhave dite idang no nya tidang hontu sukhita hontu nya tayo idang no nya tidang hontu sukhita hontu nya tayo idang no nya tidang hontu sukhita hontu nya tayo. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Idang quá ta mê buồn nhằn à sao quá khá già quá hằng hồn tu ana gatte cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm,
ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện cao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa, con kính tri ân quý sư và kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay, và kính cảm ơn toàn thể quý cô chú đạo hữu đã đến với đạo tràng và tham gia thời pháp học ngày hôm nay ạ. Và con kính chúc đạo tràng có một cuối tuần vui vẻ ạ, và con kính chúc mọi người có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Dạ, con kính hẹn đạo tràng vào trở lại room vào ngày thứ hai. Dạ, ngày mai là thứ bảy chủ nhật mình được nghỉ, dạ thứ hai, và mình sẽ sinh hoạt lại như bình thường vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 8 giờ sáng giờ Việt Nam, và thứ hai này sẽ là giờ giảng của sư Pháp Thanh. Dạ, một lần nữa con kính tạm biệt đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin xuống mít ạ.